đầu á thì anh Trung á, anh cũng có giới thiệu cho mình cái công ty Nu Skin. Mới đầu mình cũng rất là mập mờ, rất là mơ hồ, thì cứ nghĩ là không biết công ty này nó có thiệt hay không. Tại trước đó mình đã làm một công ty rồi, cũng cũng về bên bên network marketing mà bị lừa, thì cuối cùng mình nhảy ra mình mất một số tiền, nhưng mà nó cũng là bao nhiêu. Thì đó là một cái giống như là một cái vết mà mình sợ, giống như mình đi mà mình sập xuống cái hố rồi, cái bây giờ mình đi nữa mà đụng cái hố nữa mình cũng sợ phải không. Thì anh Trung cũng đã nhiều lần thuyết phục, hầu như là mỗi tuần á ngồi nhậu với anh cũng nói thuyết phục. Thì sau hồi mình mới tìm hiểu thì nó thôi được rồi, để mình tìm hiểu về công ty chút xíu. Mình tìm hiểu ra là công ty đã có thị trường chứng khoán, là một công ty gọi là đáng tin cậy chứ không phải là một công ty bình thường. Thứ hai, nó trong báo gì Forbes Magazine nó liệt kê là một trong những 100 công ty gọi là thành công á, của nước Mỹ đó. Rồi sau đó thì mình mới nói với anh Trung à, bây giờ anh cho tôi vào cái công ty đó để tôi học hỏi. Nó nói được, không sao hết. Thì anh create cho mình một cái account mà mình không biết. Thì mình vô đó mình cứ mỗi ngày sáng mình cũng lên mình nghe con record, tối mình cũng nghe con record. Mình nghe, mình thấy webinar của anh Dean nói rất là hay. Wow. Đó là công ty rất là tốt để anh em mình có thể tham gia. Thì khi mà mình nói anh Trung rồi, rồi giờ mình sẵn sàng tham gia với công ty Nu Skin. Thì anh Trung anh nói, ồ bây giờ có cái conference leadership in Dallas, Texas, mình muốn đi không? Ok, không. Mình tham gia thì mình cũng muốn muốn biết đi để ra ngoài để gì? Mình biết, mình thấy. Khi mà mình tới đó thì mình thấy, wow, công ty nó tổ chức một cái sự kiện rất là lớn, gặp rất đông đảo, nhiều anh em người Việt, không những người Mỹ, người gì, rất là nhiều. Thì mình vô đó mình thấy, nếu mà một công ty mà làm ăn không thành công thì tại sao quá nhiều người đến bỏ thời gian, bỏ tiền, xa vợ, xa chồng, xa con đến đây để làm gì? Đó, một câu hỏi mà mình đặt ra đúng không? Đó, thì khi mình tới rồi thì mình bắt đầu mình mới mở rộng cái tầm nhìn mình ra. Cái hồi đó mình nói chuyện với Trung thì qua đây thì còn nhiều cái bí ẩn lắm, mình chưa hiểu được. Đó, cái đó chỉ là một cái conference ở một tiểu bang Texas thôi. Còn mình anh em mình chưa có cái dịp mà đi về công ty chính, cái trụ sở chính, cái headquarter ở Utah nữa. Thì đó là một mình cũng như tất cả anh em muốn đi đến để chị để hiểu được, để nhìn thấy được, để mở rộng cái tầm nhìn ra đó. Đó, thì ai cũng muốn có một cái giống như anh em mình, ai cũng muốn có gì, có tài chánh, có thời gian với vợ với con, rồi sau này mình có thể có một cái cuộc sống tốt sau này mình khi mình về hưu, về già, ví dụ vậy. Và không những đó là mình tìm hiểu được nó là cái công ty này nó sẽ khi mình về già mình sẽ thừa kế lại cái những gì mình làm cho vợ cho con mình, tức là họ không phải bắt đầu từ bước đầu đi lên nữa, mà từ bước của mình đã làm mấy năm nay bắt đầu từ đó để đi lên. Như vừa rồi mình tới cái dự cái sự kiện ở Dallas thì mình thấy có cái nó có 20 mấy tuổi mà nó là Blue Diamond hay là Team Elite, nó thừa hưởng của mẹ của cha đó, đó từ đó đi lên thì đó là những cái mà nó khuyến khích anh em mình cố gắng nên tham gia. Thì đó là những cái gì mình thấy được và mình muốn chia sẻ với anh em.